mềm nó còn dễ làm được. Chắc do nó ra cái nước chua luôn. Đâu có bể đâu. Nếu mà ép thành hết thì nó bể nát. Nếu như mà mình muốn ít chua thì mình vắt một lần thôi. Còn nếu mà mình muốn làm thịt luộc nó ngọt hơn thì mình vắt rồi mình bỏ vô đây xong mình xả nước lại mình vắt lại một lần nữa. Nhớ nha, mình bỏ tủ lạnh 2 hoặc 3 ngày tùy theo cho nó đông hay là cứng. Đây là mình xả nước lần 2 nha. Mình phải làm hơi ngọt một xíu cho nên mình xả nước 2 lần. Mình rim bằng bếp củi, tuy nó nóng thiệt nhưng mà nó sẽ rất là ngon. Đây, mình vừa làm thịt luộc vừa chỉ cho cháu mình nó làm luôn. Khi mà mình làm việc hết thì cháu mình nó tự làm mà ăn. Nước đường nó chảy rồi, bây giờ đó là lửa nhỏ thôi, để nó riêm riêm từ từ nó sẽ thấm vào nó ngon lắm. Làm nó hơi cực xíu đó là bây giờ mình bỏ lên bếp nè, mình riêm đâu tầm khoảng 45 phút á, cái ăn mới ngon. Chứ nếu mà làm nhanh quá nó rút đường rất là nhanh mà nó không ngon. Giờ ăn được. Khoảng tầm 25 phút nữa đó con. Chín nè, nó thấm đường vô, sên lửa bắt đầu nhỏ lại thôi. Mình thì có nhiệm vụ đun lửa và canh. Khi nó chín hoàn thành rồi đó, mình sẽ lấy một nửa để mình làm thịt luộc xóc muối ớt. Thì muối ớt, muối hột nó sẽ rất là ngon nên mình phải giả ra. Còn ớt bột hết rồi, bây giờ mình phải cắt ớt tươi thôi. Chỉ cần một chút xíu nữa thôi là ăn được rồi. Bây giờ mình làm cho nó ráo thì ráo luôn và nó lên cái màu hơi đỏ chút xíu cho nó đẹp. Lúc này là chỉ còn để lửa than thôi cho nó khô thôi, chứ nếu mà lửa cháy quá thì nó sẽ bị khét. Đây cho em. Ừ. Nhìn ăn thấy thèm quá. Cho em thử cái coi. Ngon. Chua chua ngọt ngọt. Thôi chắc dưỡng khỏi cần cái cây. Cái dành nóng quá. Ngon. Bây giờ lấy một nửa ra, còn một nửa mình làm muối ớt nha. Cái dĩa ngọt đi. Rồi bây giờ mình làm ớt vô cái chảo này. Cái phần này là mình làm cho nó hơi cay cho nên mình bỏ ớt, miếng ớt vô nha. Muối hạt mà nãy mình giả nè. Vừa có mặn mặn cái cay. Ngon rồi. Cho con ăn thử nha vợ. Rồi con thử đi. Cái này muối ớt nha. Cay không con? Ngon. Ngon hả? Ngon, mặn mặn.
đâu có bỏ gì đâu mà the ta. Bỏ ớt. Cái này ngon à. Quá lạ. À dạ, không á. Cái sóc muối này còn hấp dẫn à.